Dòng kênh Nhiêu Lộc đã chứng kiến sự thay đổi của đời sống người dân qua nhiều giai đoạn cải tạo, chỉnh trang từ năm 1988 đến nay. Người dân thành phố đã và đang thụ hưởng thành quả, một kênh xanh sạch đẹp với các hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao sôi động, đầy màu sắc. Dài gần 10 km, kênh Nhiêu Lộc Thiện Nghè chảy qua các quận 1, 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, đổ ra sông Sài Gòn. Sau khi hoàn thành cải tạo, đây được xem là dòng kênh đẹp nhất nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, con nước tại kênh Nhiêu Lộc lại là một thử thách lớn với các tay chèo. Đồng bằng chúng tôi thì thường thường chúng tôi đua thì đua xuôi nước, còn ở đây là nước đứng, rồi cũng hơi hạn chế tới ảnh hưởng kỹ thuật của anh em. Thường thường mình bơi xuôi nước á, thì nó hơi nhẹ tay dầm hơn, rồi nước đứng thì cũng có thể ngược nước, nhầm đường đua cũng như là nước lớn nước gồng cũng không biết được đó. Từ đây lắc qua lắc lại sóng nó đánh là rất là khó, cho nên mình phải làm quen rất là nhiều. Xuống nó nghiêng á, nó nghiêng thì mình nghiêng, mình chịu lại, mình đừng có nghiêng theo, mình nghiêng theo là nó sẽ úp luôn. Cái này đòi hỏi thể lực nhiều lắm. Môn bóng đá người ta chạy 2 tiếng, 1 tiếng rưỡi là vẫn chạy bình thường, còn môn ghe ngò này chỉ chạy 2 phút, 3 phút là hết rồi. Đua ghe ngò là một phần quan trọng trong lễ hội Ốc Ông Bóc, được biết đến với tên gọi quen thuộc là lễ đúc cúng dẹp hay lễ hội cúng trăng, một lễ hội truyền thống có ý nghĩa trong đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer. Chiếc ghe ngò là sản phẩm văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer Nam Bộ, biểu tượng cho sự no ấm, sung túc. Mỗi chiếc ghe ngò cũng là hình ảnh đại diện cho mỗi phung sóc, xã, huyện mình. Nên cuộc đua ghe ngò thường diễn ra rất quyết liệt, không phải vì giá trị giải thưởng mà vì danh dự và vinh quang của địa phương mình. Có một điều thú vị là với lễ hội đua ghe ngò quận 3 mở rộng năm nay, các đội tập luyện và thi đấu với ghe do ban tổ chức cung cấp gọi là ghe ngò mini, không có kích thước lớn như ghe ngò thường thấy, số lượng vận động viên chỉ 12 người nên phải sắp xếp thay đổi các vị trí sao cho thật hợp lý với 3 tư thế đứng, quỳ, ngồi thi đấu cự ly 500m đường đua trên kênh từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sĩ. Ba người, người thứ nhất là người dẫn tay dầm bơi, là hai người tiếp theo ngồi, rồi tới vị trí ghế thứ ba là quỳ, bốn cặp là 8 người, rồi còn vị trí hai người ống sau là người, một người cầm lái với một người phụ lái. Hai cái ghế ở trước á là mình ngồi, còn từ vị trí ghế thứ ba ra đằng sau là mình quỳ gối, thành ra là cái băng để mà mình quỳ đó là mình phải là mình đóng ở sau này để mình chịu cái đầu gối ở đằng này. Đau thì cũng phải đau rồi, cái dự thi đấu thì cũng phải đau rồi, nhưng mà anh em thì tập luyện lâu ngày thì nói chung thì cũng tạm được. Đua ghe ngò là môn thể thao tập thể, nhưng người cầm lái và người giữ nhịp, hai người đầu và cuối ghe là vô cùng quan trọng. Và với đội lần đầu tiên tham gia với tư cách khách mời, chưa có nhiều kinh nghiệm như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh và đội lực lượng vũ trang quận 3, thì người giữ nhịp còn là linh hồn tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cả đội. Em đầu mũi em đếm to rõ để cho mấy bạn theo nhịp đếm của em, cố gắng em đếm rồi em đứng lên hô thật là to, động viên để mấy bạn cố gắng chèo theo. Nếu mà nói tiếng Khmer mà cố lên thì sẽ nói như thế nào ạ? Prang lên. Khi mình đang bơi mình cũng khích lệ tinh thần anh em, mình cũng la vậy đó. Prang lên, prang lên. Có lẽ chính sự cổ vũ prang lên, cố lên, cố lên cùng với kinh nghiệm dày dặn mà đội Syria Vansa thứ 3 An Biên Kiên Giang đã giành chức vô địch tại lễ hội đua ghe ngò năm nay, khép lại thành công sự kiện văn hóa có ý nghĩa sâu sắc nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ.